Chào các bác nhé. Nay thì em sẽ làm cái đỗ từ cây móc. Cái đỗ này rất đẹp luôn. Đỗ này thì làm thì tha đi rừng nó nhẹ, làm nó cũng nhanh. Để em khoét rồi. Cây này còn được mỗi cái đoạn gốc thôi. Có vẻ như là đã đứt đấy, phơi nắng nhiều. Cái móc này thì vỏ thì nó rất là cứng, cực kỳ cứng luôn đấy. Bên trong nõi của nó thì này mềm mềm nha các bạn, nhưng rất dễ làm. Nó rất mềm luôn ạ. Nó âm băm vội lên là nó vào sâu vậy, ra ngoài vậy. Chim chào mào kêu cái nhỏ đi. Bẫy dịch cho nên người ta không mua chào mào nữa không? Mua ít ạ. Như trước thì 300, 350 một con. Bẫy chào mào cũng được phí. Người ta không mua nữa cũng không đi bẫy. Bẫy dịch không gửi xe được. Nó là phía trên của cây mục. Mục thì dễ làm. Như thế này là cơ bản ở bên trong là lột rồi nha các bác nhá. Rồi tỉa tốt bên ngoài thôi, làm nắp đậy.
đi nhưng mà cũng chả cần đẹp đâu. Đẹp thì người ta lại đưa đi mất đi. Nào, không cần đẹp nữa. Máy không vào. Bây giờ là công đoạn là làm cái lắp đậy nhá. Em chỉ làm một bên thôi. Bên kia em sẽ buộc cái bao với cái miếng bạt vào. Thì là mang đi rừng đặt đi. Làm đẹp quá thì các bác ấy lại xin mất nhá. Nên em làm không cần đẹp lắm. Đặt ở rừng không còn đẹp. Đẹp thì người ta lấy mất cái cỏ. Rồi cái đỗ này thì rất tuyệt vời các bác nhé. Đỗ này thì khỏi chê. Tôi móc già luôn. Móc rất là già. Ok nha các bác nhé. Giờ là cho sáp nóng chảy vào thôi. Này, cái món nó quan trọng nhất để cho vào. Con ong nó có chọn đỏ của mình hay không ở cái miếng này là phần nhiều nữa các bác nhé. Đỏ dày và đẹp rồi thì rất là tốt rồi. Ừ, cái miếng sáp ong nguyên chất này. Đấy, nhỏ các bác đun lên nhé. Đun nóng chảy lên. Xong rồi dùng thìa múc tưới vòng quanh ở bên trong đỏ nữa cũng được. Hoặc dùng khò cũng được nhé các bác nhé.
Em dùng khò cho nó nhanh. Và cái phần lỗ tổ mà ra vào nhé các bác nhé, các bác cho nó chảy vào đấy, nó chảy vào cái lỗ tổ đây như em làm này, thì ong nó cái mồi một cái là nó phi vào luôn nhé. Đấy nhé. Trong này có 7 màu á. Như vậy là xong nhé các bác nhé. Bây giờ em chỉ buộc cái đầu bên dưới này thôi. Đây em sẽ buộc bằng cái miếng bạt ở bên dưới này thôi. Nên là đặt úp xuống là xong. Thì em không làm cầu kỳ đẹp nữa. Người mang đi rừng đặt đi. Làm đẹp quá thì các bác cái xin ngay đấy. Đây. Các bác giỏ sáp lên như thế này. Nó khắp đều khắp cái lỗ nhá. Ong nó vào soi nó thương lắm. Đây cái miếng lỗ cũng cho vào. Đấy, video em cũng tạm dừng ở đây thôi. Em chia sẻ có thế nào em nói thế. Rất là thật luôn rồi các bác. Các bác đi bẫy chuyên nghiệp thì không nói. Nhưng những bác nào mà mới tập đi bẫy ong thì làm theo cách của em đảm bảo 100% là ong sẽ vào đỏ nha các bác nhá. Chỉ sợ không có ong vào thăm lỗ thôi, có ong vào thăm lỗ thì nó sẽ vào luôn nữa nhé. Nó ít khi xịt lắm. Rồi, các bác nhớ đăng ký kênh giúp em nhé, để xem những cái video ong về đỏ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.